Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với cái video tiếp theo ở trên kênh của em. Thì ngày hôm nay quay trở lại với các bác đó chính là một cái clip review và test một chiếc vang số, phải nói là huyền thoại. Đó chính là con vang số X5 nhé, hàng bãi. Thì con này thì đợt vừa rồi thì em có về được khoảng mấy chục con. Thì qua quá trình tìm hiểu ở trên kênh YouTube của em thì đã có anh Đồng ở Thủ Dầu Một, Bình Dương gọi điện cho em và yêu cầu test cũng như là gửi cho anh một chiếc. Thì tất cả các con X5 của em đều là hàng tuyển, hàng đẹp xuất sắc các bác nhá. X5 phím mềm. Phím mềm này thì các bác nên lưu ý là phím mềm và phím cứng nha các bác nhá. Phím mềm thì nó là một phím cao su và sau một thời gian sử dụng nó sẽ ố vàng như thế này. Còn phím cứng nó sẽ là phím bằng nhựa thì nó sẽ không bị ố như thế này các bác nhá. Dòng phím cứng thì sẽ không hay như được dòng phím mềm. Đó. X5 chuẩn xịn các bác nhá, hai nguồn. Ok. Thì em có vừa set qua. Đấy, tiếng mic khá là hay. Con này tiếng mic rất là hay luôn các bác nhá. Với cái mức giá mà em nghĩ là hơn 2 triệu một chút xíu thì không có một con vang số nào trên thị trường mà có thể qua mặt được em X5 này các bác nhá. Kể cả những cái loại mà trên 3 triệu trên 3 triệu gần 4 triệu ấy mà cũng không thể ăn được cái dòng này đâu các bác ạ. Đó. Thì em vừa set xong các bác ạ. Để em cho các bác nghe thử cái tiếng mic mà em xem nó như thế nào các bác nhé. Đấy, mời anh em đeo tai nghe và cảm nhận tiếng rất là mượt luôn. 1 2 6 1 2 3 4 5 6. Em đang kết hợp với lại một bộ micro 450 hai la mã này, một đẩy AAP SX9004 và một đôi loa CAF. Đấy, combo này khá là chất các bác ạ, tiếng rất chất. Đây em lựa cho anh một con X5 còn khá đẹp các bác ạ. Nói chung là tất cả các cái con của em thì đều về hàng rất là đẹp. Ốc này gần như là chưa mở các bác nhé, zin từ đầu đến đuôi luôn. Ok, bây giờ sẽ mời Mr. Thái hát thử một đoạn điệp khúc xem con vang X5 này khi mà hát thì nó cho ra chất âm như thế nào các bác nhé. Mời tất cả các anh em đeo tai nghe và cảm nhận. Đeo tai nghe mới cảm nhận được tất cả nha anh em nhá. Đó. Đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩa sau này em sẽ chờ và vô tư cho hết những ngày thơ. Anh một người hát mang những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng muốn dần lòng quên hết những chờ vơ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim trôi từ. Chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió là chiếu lên tim ta những vết hằn. Tình yêu này mong mơ giờ ta thôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả lại. Rồi em sẽ quên ngày mình khờ dại, mong em kỷ niệm ngày cất lại, mong em ngày buồn thuốc đời trên vai. Mà ngày em sai bước bên đời thanh thang, chỉ cần một điều em hãy nhớ, có một người từng yêu em thiết tha. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết.
tiếng yêu này mong mong giờ tan vỡ thôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả hết không là nàng thơ anh cũng không còn là nhà sĩ mộng mơ tình này nhẹ như gió lại chiếu lên hiện ta những vết hằn tiếng yêu này mơ giờ ta đã thôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên chờ ca khúc rất là tuyệt vời phải không các bác? Đó. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng con Vang X5 này với giá rất là hợp lý, setup cấu hình khá là hay thì hãy liên hệ qua cho em nhé. Nói chung là Vang thì ai cũng bán cả, đấy, rất là nhiều người bán, nhưng mà quan trọng là anh em có làm chủ được nó hay không thôi. Set cho anh em một cái cấu hình về nhà hát làm sao mà nó phải mượt nhất, mà hợp nhất với loa nhà mình. Đó, đây là kinh nghiệm của em sau bao nhiêu năm chinh chiến. Đó, set cho anh em một cấu hình nó chung mà ok nhất. Đấy thì anh em nào thích cái mod cái file này thì có thể liên hệ qua cho em nhé. Kết nối Zalo em sẽ gửi mod cho anh em về chỉ việc nạp vào hát luôn, ok ngon lành. Đó, tiếng rất mượt. Đó. Alo lại cho anh em nghe thử một lần nữa nhá. 1 2 6 2 3 4 5 6. Echo phải nói là quá mượt luôn. Rất là mượt. Đó. Ok, anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới nhất mà em đăng lên trên kênh hàng ngày nhá. Xin cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết cái video này của em từ đầu đến cuối. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở cái clip sau nhá. Rồi, ok, xin chào.